con gái nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, làm rõ quan hệ với Hồng Loan, khẳng định bảo vệ em mình trước Phương Lê. Đã 8 tháng trôi qua, từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về cõi vĩnh hằng, nhưng câu chuyện xoay quanh những người thân trong gia đình ông vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, showbiz Việt nhuộm màu tang thương khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ở tuổi 66 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Đến thời điểm hiện tại, những ồn ào liên quan đến việc tranh chấp tài sản thừa kế giữa những người thân của ông Hoàng Cải Lương luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Chuyện cũ còn chưa hạ nhiệt thì mới đây, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh và Hoa hậu Phương Lê vướng lùm xùm cạch mặt làm công chúng không khỏi hoang mang. Cụ thể, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới cho biết: "Tôi luôn muốn và cầu mong cho Loan được như vậy, tôi mong muốn Loan làm ăn được và cầu mong luôn được đông khách, mọi người ủng hộ Loan, mọi người mua của ai cũng vậy, cũng ăn, cũng xài, mua sắm thì mua ai cũng vậy, mua của nó đi, thương là mình phải thể hiện, mình thích và thương mỗi người có cách thể hiện khác nhau, bây giờ mình ở xa, không giúp được người ta thì mình mua hàng dùm, đó cũng là một cách giúp và thương Loan, tôi cũng vậy, cái gì Loan bán, tôi thấy tốt. Tôi sẽ mua vì tôi cũng cần mua đồ, bây giờ tôi qua mua dùm Loan, vậy thôi." Ngay sau đó, bạn thân của Hồng Loan, Diệu Ni cũng livestream trên trang cá nhân trách ngược Phương Lê quá đáng vì chuyện không có gì nặng nề lại xé ra to. "Đặt trường hợp, chị sai là người ta tôn trọng mối quan hệ, người ta không muốn ồn ào. Tôi nói thật với mọi người, hôm nay tôi thấy Phương Lê rất quá đáng. Phương Lê có biết là mình không điều khiển được cảm xúc của mình không?" Đáng chú ý, giữa lùm xùm nói trên và cũng nhân dịp 20 tháng 11, nghệ sĩ Bình Tinh đã đến nhà riêng, nơi gia đình Hồng Loan đang sinh sống để dành sự thành kính, tôn trọng tới ba nuôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trên trang Facebook, cô khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ: "Năm nào cũng vậy mà, phải không ba? Nhưng năm nay tặng thôi chứ không có người ăn rồi." Đáng chú ý, khi được cư dân mạng nhắc bảo vệ Hồng Loan, con gái ông Hoàng Cải Lương trước những ồn ào trong thời gian vừa qua, Bình Tinh đã làm sáng tỏ mối quan hệ khi cho biết: "Đâu có phải gọi là nhớ, cái đó là trách nhiệm chứ, tại vì tôi là chị của Hồng Loan mà." Dù buổi đến thăm nhà không được chia sẻ quá nhiều hình ảnh lên mạng xã hội, nhưng có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa con gái nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Bình Tinh và con gái là Hồng Loan vẫn đang vô cùng thân thiết và tốt đẹp. Được biết, từ sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về cõi vĩnh hằng, Bình Tinh luôn có mặt giúp đỡ và bảo vệ Hồng Loan. Mới đây nhất, trong mâu thuẫn của ca sĩ Nguyên Vũ và Hoa hậu Phương Lê về việc làm phim cho Hồng Loan, cô cũng đã lên tiếng bảo vệ đứa em của mình. "Ông bà ta hay nói, khẩu xà tâm Phật, chị là vậy. Bụng bà khỏi chê hôi, tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả. Để hai anh chị bớt nóng nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Loan thôi. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng ai sai mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá. Chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay. Cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu rồi gặp nhau thì về đây bên nhau. Ta nối lại nhà xưa, cuộc đời bao nhiêu năm. Nhưng thật sự, tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng, quan tâm đến Loan, cũng như vấn đề này, tôi vui lắm. Song song đó vẫn có những suy nghĩ trái chiều, nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây. Làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ, dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng, nhưng anh hai luôn kề cận chị Ni, Loan và tôi cũng như tất cả các anh chị, do là anh hai ít nói thôi. Bình Tinh chia sẻ.